Xin chào, Minh Su và Sam xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Đối thủ bí ẩn. Thưa quý vị, chương trình Đối thủ bí ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vinhealth thực hiện và được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Giây phút đầu tiên hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ những vị khách mời tuần này. Xin mời. Diễn viên. Wow. Diễn viên Tư Vi. Và cuối cùng Diễn Thanh. Nhạc Thôi, hồi nãy giờ là tập kỹ lắm rồi đó. Em nói nghe là mọi người kỹ không, nhưng mà em ra là em thấy lộn xộn rồi đó. Đều lắm á, thấy là Mạnh Anh ấy nhảy đều lắm. Ngày hôm nay xin mời các bạn hãy giới thiệu về từng thành viên trong đội của mình đi nào. Bây giờ nè, đội của anh nè, vừa có một cái người nè, hoạt bát, táo muối, đẹp trai, nam thần. Yeah. Đây là người là hoạt náo. Yeah. Đó là trí tuệ, xinh tươi, dễ thương, nhí nhảnh. Đúng. Thì nhiệm vụ của tôi ngày hôm nay để làm gì? Tôi chỉ là hoạt hình thôi. Nói chung ai tới đây cũng có mục tiêu cả. Mục tiêu của anh Khương Ngọc tới đây không phải vì tiền. Đúng. Mà là thích nhìn mọi người chơi. Đúng không ạ? Yeah. Và các bạn đã đến đây và có tên đội của mình chưa? Thì ủa sao mà mặt ai cũng ngơ ngác quá vậy? Thanh em đặt tên đội đi. Thôi chị Vi là người con gái duy nhất của đội mình, chắc là nhiều với chị Vi đi. Vi tên gì em? Sao mà đùng đẩy nhau vậy? Em không biết. Rồi tên em không biết. Hay. Không biết. Đội của tôi tên là em không biết. Xin mời đội em không biết hãy về vị trí của mình nè để chuẩn bị thi đấu. Anh lo đó. Em cũng lo nữa anh. Mà anh sợ lo. Tôi cũng lo đó mọi người ơi. Nghe tên thấy thắng không luôn á trời. Chúng ta phải hiểu về luật chơi trước đã. Chương trình của chúng ta bao gồm 2 vòng. Vòng đầu tiên là vòng đối đầu. Chúng ta sẽ gồm 5 thử thách tương ứng với lại 5 đối thủ bí ẩn đang đằng sau 5 con số đây. Họ cầm trong tay những phong bì. Và khi bước ra, nếu như mà các bạn chiến thắng họ thì sẽ giành được phong bì đó về với đội mình. Còn nếu như thất bại thì tất nhiên phong bì đó sẽ thuộc về đối thủ. Chỉ có 5 thử thách ở vòng thi đấu thứ nhất. Chỉ cần chiến thắng 3 trên 5 thử thách thì chúng ta sẽ có cơ hội bước vào vòng đặc biệt. Khi mà chiến thắng mỗi thử thách, giá trị tiền thưởng cao nhất may mắn mở ra có thể lên tới là 10 triệu đồng. Và thấp nhất với nụ cười kia, em nghĩ rằng anh cũng đoán được, đó chính là giá trị 50.000 đồng. Dạ. Nhưng mà cũng có thể. Mọi người ơi, em cảm giác bị, thực ra bây giờ bị hoang mang á. Sao vậy? Như hồi nãy có ai chọt đúng cái dây cười của anh Ngọc hay sao vậy? Không có, tại vì anh đang nghĩ tới cái cảnh chiến thắng thôi chứ không có gì đâu. Lãnh Thành miệng chữ A rồi đó. Hấp dẫn. Luật chơi đã rõ và những đối thủ bí ẩn của chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Xin mời đội nghệ sĩ, đội em không biết bước vào cuộc đấu với vòng đối đầu. Quý vị thân mến, đây là vòng đối đầu của đối thủ bí ẩn. Chúng ta sẽ khởi động thôi. Bữa tiệc ngày hôm nay có rất là nhiều điều chờ tất cả quý vị khán giả khám phá. Và bây giờ sẽ là bữa tiệc trò chơi mới. Xin mời. Đi tìm thần tượng. Ban nhạc bí ẩn. Hỏi nhanh, đáp nhanh. Trí nhớ siêu phàm. Và cuối cùng là bóng rổ trên cao. Nghe sơ qua thì không biết là các vị khách mời của chúng ta cảm giác như thế nào về các thử thách của chương trình. Vi thì Vi đang cảm thấy cái ban nhạc bí ẩn rất là hợp với Vi. À, có nghĩa là em tin rằng mọi người sẽ thể hiện một ca khúc nào đó mà nghe mà không phân biệt được. Hoặc là Vi sẽ thể hiện một ca khúc nào mà mọi người không đoán được đó là bài gì. Em mà nói như vậy thì bây giờ biên tập người ta sẽ bắt đầu người ta đang đổi cái gì. Chiến thuật. Bây giờ anh Ngọc, anh thử gửi ai sẽ là người thi đấu đầu tiên. Thôi, cái từ đối đầu là chắc chắn là Lãnh Thành. Nghĩ là Trung Phong đi để cho không khí được sôi động ha. Mình nhấn chuông để lựa chọn thử thách nha. Thanh ơi, 3, 2, 1, xin mời. Đó, coi thử thách nào nha. Và đó chính là Đi tìm thần tượng. Bây giờ mình đi tìm thần tượng đó là cái thử thách. Còn bây giờ mình phải đi tìm người là đối thủ của mình. Đó. Xin mời Thanh chọn một ô đi ạ. Ô số mấy ạ? Số 1 kìa, số 5 kìa. Số 5 đi. Xin mời ô số 5. Ôi,
đầu tiên đến với chương trình Đối thủ Bí ẩn. Rất vui khi được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình. Trời ơi, thấy thương quá à. Trời ơi, gặp ta thấy thương chị. Chị ơi, chị làm người ta bình tĩnh đi. Ok. Chị nghe người ta bình tĩnh, người ta thắng là sao? Chị nghe người ta thách đố chị nè. Đó. Đối thủ Bí ẩn đưa giải thưởng đến cho team ta. Hay chưa? Dễ thương chưa? Là thách đấu chị đó hả? Thách đấu chị đó. Em ơi, chị sợ quá à. Em ơi, em chinh phục chị đi. Trời ơi. Em ơi, em chinh phục giải thưởng chị cầm đi. Lộp. Tưởng là đến đây để chinh phục giải thưởng thôi mà. Ai ngờ là phải chinh phục nhiều thứ hơn thế nữa. Em chinh phục giải thưởng chị đang cầm đi. Anh ơi, cho em về được không? Cho em về không? Đương nhiên đó, tất cả mọi thứ đã an bài ngày hôm nay rồi. Và bây giờ sẽ là cuộc đấu chính thức với tên gọi Đi tìm thần tướng. Đi tìm thần tướng. Mỗi đội có 10 quả bóng bóng treo trên cao. Trong 10 quả bóng có chứa 5 tờ giấy là từ khóa tinh thần của các nghệ sĩ và 5 quả bóng với những tờ giấy trống không có từ khóa. Nhiệm vụ của người chơi là làm vỡ những quả bóng bóng, tìm 5 tên thật của nghệ sĩ và sắp xếp theo thứ tự như hình được chiếu trên màn hình LED. Ai sắp xếp đúng tên trong thời gian sớm hơn sẽ chiến thắng thử thách đi tìm thần tượng. Và bây giờ xin mời hai đối thủ vào vị trí. Khi Minh Dù nói bắt đầu, hình trên màn hình LED sẽ hiện ra và các bạn sẽ di chuyển nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Xin mời hình ảnh ạ. Trời ơi. Trời ơi, có em đúng không vậy? Có tham có một. Lớp. Có. Nhớ con số bên mình đừng nhìn lộ bên người ta nha. Có gì không anh? Đúng rồi, lấy đây. Ui, phải có tên là phải dán hả? Rồi dán được. Rồi, bây giờ dán rồi, dán lại đi, dán lên tên. Dán lại đi, dán lên tên. Trời ơi, hút đi. Hey, đúng rồi, có tên gì không? Trời ơi, sao nãy giờ ba cái không có tên ai vậy Thành? Có. Hay quá, hay quá. Rất rất. Dán lên. Thành. Bây giờ không biết thì mình cứ dán đại. Không biết, dán đại đi, dán đại xuống cũng được. Rồi. Đây. Nhìn lên màn hình, ai vậy? Giống ai? Tên nó của ai? Chưa ơi! Em, Thành, dán nó lên! Chỉ dán lên thôi! Biết! Rồi, chạy về lụm cái đó, lụm cái màu cam này, rồi mình coi liền đi! Rồi, có biết chưa? Biết! Anh nhìn lên, số mấy! Phải dán đúng số nha! Trời ơi! Em chỉ cần dán lên một cái thôi là được rồi Thanh nè! Thôi nhẹ Thanh ơi! Rồi, 1, 2, 3, lên! Hey! Đứng thẳng á! 1, 2, 3! Hey! Đó! Kiểm tra lại chị Dương, nha! Chị Dương sao rồi? Không có luôn hả? Chưa! Rồi! Lên! Rồi. Trời ơi! Trời, dưới kìa! Có tên! Có bên đó luôn rồi Thanh ơi! Quen lắm nha! Cái này quen nha! Hợp quá! Cố lên Dương ơi! Mạnh lên, nhảy lên một cái, cao một chút. Thì như vậy không được. Không biết. Hey. Hey. Cao một chút nữa. Hey. Giữ cái nón lại. Trời ơi, sao không tới hả? Chị, được không? Đây, con trái đầu này nè. Lên luôn. Hay quá. Đây, kia. Mở giày luôn, 3, 1, 2. Cố lên. Được không? Trời ơi! Đây, chị ơi! Dừng chưa? Chốt chưa? Chốt đi, chốt đi. Ok, chốt. Còn một cái nữa. Rồi. Còn cái nữa. Chị, được. Tại
thì chưa chắc Lãnh Thanh đúng, cho nên chị gọi một cái đó chơi luôn. Đây nè, còn cái nữa. Còn cái nữa. Hai. Thấp được không? Cố lên. Một, hai, hai. Đúng rồi. Kìa, rất là kì chị. Đây ạ. Xem nè. Tôi biết bà biết tên tôi không? Trời ơi. Khi nào xong thì chốt nha, kiểm tra lại. Bây giờ mình đã xong người ta rồi cho nên mình chắc là sao? Mình chắc trước, mình kiểm tra lại nha. Cố gắng lên, cố gắng lên. Đi, tại vì bây giờ là người ta đã trước, xong trước mình rồi. Chốt luôn. Bây giờ mình nín thở đi rồi, mình chốt đi cái đã. Chốt chạy đi, chốt. Thời gian dừng lại cho cả hai bên. Hy vọng là ngày hôm nay Thùy Dương cũng sẽ mang về cho mình nhiều đáp án đúng nha. Đầu tiên của chúng ta đó chính là hình của anh Minh Sù. Anh Minh Sù có tên là Bùi Quốc Minh. Chính xác. Hình thứ hai, dạ là em Trương Tiểu My, không phải. Dạ tên Facebook của em là Nguyễn Hà My. Tiếp theo là BB Trần, Phan Trần Quốc Bảo. Chính xác. Dạ. Tiếp theo là Phạm Gia Bảo. Là Bảo Cun. Bảo Cun, chính xác. Cuối cùng là Mie, tên là Trương Tiểu My. À. Chị hơi khó, và nó cái đề ngày hôm nay là hơi khó cho Thùy Dương là bởi vì có đúng hai rồi. Người con gái ở chung một cái thử thách này. Ở bên đây thì có 5 cái tên. Cái hình đầu tiên của chúng ta, hình số 1, Karik. Karik tên thật là Phạm Hoàng Khoa, chính xác. Justin tên thật là Nguyễn Thanh Tuấn, hoàn toàn chính xác. Số 2 là Suboy, tên thật là Hàng Lâm Trang Anh, chính xác. Chính xác. Tư là Đen Vâu. Đen Vâu là Nguyễn Đức Cường, chính xác. Và chắc chắn rồi, cuối cùng Eric là Lê Trung Thành. Phần thắng ở trong thử thách này đã thuộc về Lãng Thanh. Hy vọng là ở trong đây số tiền thưởng của mình là bao nhiêu ạ? Nhất phải 7 chữ số trở lên chứ. 6 số 0 rồi ạ, 8 số 0 rồi. Được rồi, được rồi. Thêm số 0 nữa. Quá mà số 0 nữa là 10 triệu. Chị Dương ơi, cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay đã đến với chương trình. Mong là chị sẽ nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Và đặc biệt là chúng ta sẽ gặp nhau ở nhiều sân khấu hơn. Cảm ơn em. Cảm ơn chị Dương. Tất cả mọi người đang theo dõi đây. Cảm ơn mọi người. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Đối Thủ Bí Ẩn. Và sau khi mà chiến thắng ở thử thách đầu tiên thì Lãnh Thanh đã mang về cho đội em không biết 9 triệu đồng. Wow. Rồi, vậy bây giờ Vi chơi. Mời Vi sẽ xem những thử thách còn lại. Ban nhạc bí ẩn, hỏi nhanh đáp nhanh, trí nhớ siêu phàm và bóng rổ trên cao. Chị thích cái nào? Bây giờ anh có nghĩa là chiến thuật mình thích cái nào thì sẽ không cho mình chọn đúng em không anh? Em giả bộ em nói thích bóng rổ đi. Thích bóng rổ. Trời chơi bóng rổ nè. Xin mời nhấn chuông ạ. 3, 2, 1. Thử thách nào đây ạ? Và đó là hỏi nhanh đáp nhanh. Không thể nào qua con em tôi. À, sở trường của Vi là gì? Cái gì em cũng biết hết á. Hay quá. À. Trời ơi, cứ mặt lại nè. 2, 3. Không. Mời Vi lựa chọn đối thủ bí ẩn của mình. Hồi nãy 5 rồi, bây giờ mình 4 luôn. 4 luôn. Xin mời vị trí số 4. Mời vào đây. Xin được chào các đối thủ đang ngồi ở trên kia. Xin chào hai MC cũng như quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trần Mỹ Ngọc, hiện tại em đang là ca sĩ, diễn viên. Và bên cạnh đó cũng có MC chút chút nữa. Coi như là đa di năng hơn rồi, đúng không? Xin mời Trần Vy ạ. Đó. Bây giờ mình đối thủ mình bắt tay nhau một cái được không ạ? Nếu mà bên đây rồi mình ôm nhau một cái được không ạ? Được chứ. Nhưng mà không, sẽ không lấy được phong bì này đâu, hy vọng. Được chưa, đó, bà không được lấy kìa. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với thử thách hỏi nhanh đáp nhanh. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Đối Thủ Bí Ẩn. Và đây là thử thách hỏi nhanh đáp nhanh dành cho hai vị khách mời của chúng ta.
Nhanh rất nhanh. Nhưng mà có một lưu ý nè, là sau khi Sam với Minh Xù đọc xong câu hỏi thì sẽ có khẩu hiệu là hết, thì cả hai mới được bấm chuông. Khi chúng ta nhấn chuông, trả lời đúng được điểm, trả lời sai phần trả lời sẽ thuộc về đối thủ. Nhưng mà ngộ lắm nha, rảnh rảnh á mình vui cái mình hát bài mình mới hết là đó, như vậy là bấm tuyệt vời. Ngọc ơi, em biết cái chiêu của anh thôi. Nếu mà chưa hết mà bấm là coi như loại phạm quy. Đúng rồi, mình nhường quyền trả lời cho bạn rồi. Nhưng mà bạn trả lời sai thì mình lại được trả lời. Rồi trải qua 10 câu hỏi, nếu như thành viên nào có số lượng câu trả lời đúng nhiều hơn, người đó sẽ chiến thắng. Dạ. Đơn giản dễ hiểu đúng không ạ? Dạ. Cả hai đã sẵn sàng để có thể chinh phục những câu hỏi của chương trình chưa nào? Sẵn sàng. Xin mời vào vị trí ạ. Vô. Vô. Ha ha. Câu hỏi đầu tiên, loài hoa nào được nhắc tới trong bài hát Để Mị Nói Cho Mà Nghe? Để Mị Nói Cho Mà Nghe hết. Hết. Tâm hồn em này còn trẻ. Ủa, hồi nãy em được trả lời đầu tiên mà đúng không anh? Không có, em bấm chuông thì em mới được. Rồi, nhấn chuông rồi, trả lời. Dạ, em được đội đối thủ nhắc lại hoa vàng. Ủa, alo. Hoa vàng là một đáp án gần đúng thôi chứ chưa chính xác. Đấy, gần đúng thôi. Hoa vàng trắng. Chiến xác. Dạ, 1-0 nghiêng về Tường Vi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Ở miền Đông Nam Bộ nước ta có mấy tỉnh mà tên gọi bắt đầu bằng chữ bờ? Miền Đông. Phạm Huy Ngọc trả lời đi. 5 giây. Chúng tôi sẽ đếm ngược. 5. Thôi Di trả lời đi. Di trả lời đi. Trả lời. Bình Phước. Hay vậy. Đúng. Bà Rịa Vũng Tàu. Đúng. Đúng. Trời ơi. Hay quá Vy ơi. Bình Phước. Bình Dương. Bà Rịa Vũng Tàu. Chính xác. Rồi. 2-0. Trời ơi. Ngọc ơi. Mình ơi, bây giờ cho em hỏi là 5-0, 6-0 là mình ngưng cuộc chơi hay là đúng mình vẫn... vậy. Mình sẽ ngưng cuộc chơi em ạ. Nhưng mà nếu mà em muốn chơi tiếp thì anh vẫn đọc câu hỏi cho em thôi nha. Mời Sam, câu hỏi tiếp theo. Đây là một câu hỏi đố vui nha. Đố vui quần à. Gì rộng nhất? Hết. Hết. Ủa? À, không thấy vui hả? Không nhất. Vui hả? Quần gì biết? Ờ, quần đảo. Quần đảo. Thì đó. Đó đó. Chính xác. Sao Vy giỏi vậy Vy ơi? Tôi có cảm giác như tôi chung đội với một bác học quá trời. Mà hôm nay Vy bẽn lẽn lắm, Vy trả lời bẽn lẽn lắm. Quần đảo. Hơi không có tự tin. Không tự tin, ráng lên. 3-0 nghiêng về Tường Vy. Trong bài thơ Thương Vợ của Tú Xương, bà Tú quanh năm buôn bán ở mom sông để nuôi mấy miệng ăn hết. Bấm. Bấm. 5+1. Đi bấm. Em được đối thủ nhé. Khoan, cộng thêm bả nữa nha, nhớ cộng thêm bả nữa. Anh nghĩ thôi, chốt là của em. 5. Anh ơi, đúng 4, không anh? 5 con với 1 chồng cộng 2. Mà biết. Rồi, 1. Dạ rồi. Nhiêu? Dạ 7. Trên 1 Em cảm ơn đối thủ. Anh kêu bấm. Anh kêu bấm quá trời luôn, em không bấm mà người ta bấm. Lúc đó anh chưa nói câu trả lời. Em đang cộng. Trời ơi, anh kêu bấm, đúng không Thanh? Đúng không? Lúc đó anh chưa đọc đáp án. Cái này là không tin đồng đội nè. Anh kêu bấm, bên kia người ta bấm, em không bấm, em không tin anh. Thôi thì mọi sự đã rồi, chúng ta mất một điểm đó. Tỷ số của chúng ta đang là 3-1. Rồi, hãy nêu tên quốc gia có diện tích nhỏ thứ hai trên thế giới. Hết. Gợi ý châu Âu. Gợi ý tiếp đi anh. Đây là một quốc gia độc lập có chủ quyền tại châu Âu, cạnh nước Pháp. Em dạ. Chọn đáp án gì? Bungago. Bungago là nước gì? Anh chỉ có nghe món bún cá rô thôi. Chưa chính xác. Mời Vy ơi, dễ lắm Vy ơi, cố lên em ơi. Chưa đi qua bên tới bên đó. Ngọc cũng vậy, vậy đó. Vậy thôi, mình không biết vậy thôi. Bỏ mình không? Bỏ qua đúng không? Bỏ qua nhá. Rồi, và đáp án của chúng ta đó chính là Monaco. Trời ơi. Bún cá rô. Tỷ số hiện nay vẫn đang là 3-1. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Theo bánh xe màu Xten, màu tương phản nằm đối diện chính xác với màu vàng là màu gì? Theo như một cái bánh xe màu sắc á, gọi là bảng màu á, thì đối diện với màu vàng là màu gì? Bấm đi! Mà rồi đó, em chọn đại đó. Màu gì? Màu xanh lá cây được không anh? Màu xanh lá cây không chính xác. Chị ơi! Bên hỏi giữa kìa, nhìn kỹ đi. Màu tím chính xác. Chúng ta vẫn còn 2 câu hỏi nữa. Tỷ số hiện nay đang là 4-1. Câu hỏi tiếp theo. Theo dương lịch, một năm
có mấy tháng, có 31 ngày. Hết. Đây, xè bàn tay đếm ngón tay đi, xè bàn tay bấm đi, xè bàn tay đếm ngón tay đi. Đếm này không có giỏi. Xè bàn tay bấm đi. Bấm. 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 Bây giờ nè, tôi nói đáp án nè. Tháng có 31 ngày là cái cục cao. Đúng rồi. Đó, rồi đó. 1, ai bấm trước rồi người đó thắng. 3, 4. Mời Ngọc. Hai tay đúng không ạ? Đúng. Đối thủ và em là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và em đoạn 8. Chưa chính xác. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7 là một đáp án chính xác. Thôi, thôi bây giờ 5 trên 1 rồi em về được chưa ạ? Về được rồi, nhưng mà vẫn sẽ cho em thêm một câu nữa để mà có thể gỡ lại những gì đã mất của em, được không? Dạ rồi. Câu hỏi của chúng ta là: đất nước của âm nhạc là biệt danh của quốc gia nào? Hết. Đấy. Nước của âm nhạc ảo. Phải không? Trời trời trời. Khi có nhiều nhạc sĩ nổi tiếng đấy làm gì nữa? Phải không? Em chọn đại tại vì em biết em thua rồi. Là tại vì em thấy đất nước nào cũng có một cái âm nhạc riêng, nhưng mà em đoán là nước Ý. Nước Ý. Ý. Dạ. Em không biết có đúng hay không nữa. Ý em nghĩ là thời trang. À, Ý là thời trang. Đội người ta nhắc đúng đó. Đó là nước áo thưa quý vị. Còn nói gì nữa? Trong thử thách hỏi nhanh đáp nhanh này thì phần thắng đã thuộc về Tường Vi. Nhưng mà hy vọng là ngày hôm nay cái phong bì mình mang đến cho đội bạn nó nhiều nhiều, nó nặng tay tí để người ta vô vòng đặc biệt có vốn hơn, đúng không? Xin mời. Rút từ từ thôi Vi ơi. Đó. Rút từ từ thôi Vi. Và đó là... Đó. Rút từ từ thôi Vi. 6 số rồi anh. 6 số rồi. Là hôm nay mình hơn đó vậy ta. Và đó là... 6 triệu. Wow. 9 triệu, bây giờ 6 triệu. Là 15 triệu rồi. Em cũng xin chúc cho đối thủ sẽ bước vào vòng đặc biệt và lấy được rất là nhiều quà về. Cảm ơn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Đối thủ bí ẩn. Vừa có hai thử thách thì dường như số đỏ đã đến với họ. Yeah. Họ liên tục gặt hái được chiến thắng cũng như gặt hái được những cái phong bì rất là nặng đến từ chương trình. Thật hiện thử. Tại số tiền thưởng của chúng ta đang là 15 triệu đồng. Vậy thì anh Ngọc ơi, anh nhìn đâu anh? À. Thôi bây giờ mình quẩn tù xì đi. Không, em chốt luôn và anh Phước Ngọc sẽ tham gia thử thách lần này. Những thử thách còn lại là ban nhạc bí ẩn, trí nhớ siêu phàm và bóng rổ trên cao. Vi ơi, em bấm giùm anh luôn đi Vi. Cảm ơn em rất nhiều. Xin mời. Chạy đi à. Ủa anh không được lựa chọn nữa rồi. Ủa ai chơi vậy? Và đó chính là trí nhớ siêu phàm. Vi Thanh chọn bánh số luôn. Chọn luôn số 2. Số 2. Ủa gì vậy? Công nhận, đó, thà rớp rẻ nhanh gọn lẹ mà có một chàng trai đẹp xuất hiện. Xin chào các anh chị, em tên là Công Tuấn, nghề nghiệp của em hiện tại là diễn viên ạ. À, là vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vào được 5 năm. 5 năm rồi. Em mới tốt nghiệp. Tuấn ơi, ngày hôm nay mình đến với chương trình và đối thủ của mình là anh Khương Ngọc, một người đàn anh trong nghề. Em đến đây em có nhiều tài năng lắm. Vâng. Nhưng mà tài năng của em là chiến thắng anh Ngọc. Tuyệt. Anh Ngọc ơi, rất là nhẹ nhàng, điềm đạm. Nhưng mà từng lời nói là cắm sâu vô tim luôn anh ạ. Bây giờ anh sao vậy anh? Không có khóc nè, chơi không khóc. Nếu mà em đã nói như vậy rồi thì thôi. Thôi, một bên muốn nhường, một bên không. Chúng ta hãy xem cuộc đấu này kịch tính ra sao. Xin mời tất cả quý vị cùng đến với Trí nhớ siêu phàm. Trí nhớ siêu phàm. Chặng 1, người chơi ghi nhớ 12 từ khóa được dán lên bảng. Chặng 2, vừa phải ghi nhớ các từ khóa, người chơi vừa phải thực hiện trò vận động nhảy dây 20 cái, sau đó đeo chân vịt vượt qua cầu khỉ. Chặng cuối cùng, hãy tìm và sắp xếp theo thứ tự 12 bóng đồ vật tương ứng với 12 từ khóa ban đầu. Hai người chơi lần lượt thi đấu, ai hoàn thành thử thách trong thời gian ngắn hơn sẽ chiến thắng thử thách trí nhớ siêu phàm. Nào bây giờ ai sẽ thi trước nhỉ? Thôi được rồi, để anh thi trước. Đúng em rồi. Anh Ngọc. Anh Ngọc. Anh sẵn
sàng chưa ạ? Rồi. Thời gian dành cho anh Khương Ngọc vượt qua thử thách bắt đầu. Nào hãy nhớ nhanh ơi. Cố lên, cố lên anh ơi. 1, 2, 3, 4. Là phải nhớ được từng món theo từng thứ tự. Câu chuyện đi anh ạ. Anh hãy suy nghĩ một câu chuyện nè. Em nghĩ là cái thời gian mình chạy thử thách nó sẽ đỡ mệt hơn là cái thời gian đứng đó. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đi. Nhanh nào anh ơi. Nào, di chuyển nào. Cố lên anh ơi. Trời ơi, sợ quá sao ơi. Cố lên. Rồi, cố lên nha, rồi, tới nơi. Rồi, theo thứ tự. Cái nào mà anh nhớ anh sắp ra trước đi, anh lấy ra trước. Anh cứ lấy hết, để ra. Đó. Đúng rồi. Hay quá, hay quá, hay quá. Bước đầu là mình thấy đúng rồi nha. Nè, phải không? Không, bây giờ nếu như mà anh muốn check chắc chắn một cái nữa thì về đi. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 món đồ rồi, chỉ còn một món đồ nữa thôi. Và vị trí sắp đặt sao cho chính xác nhất. Trời ơi, anh tôi lớn tuổi rồi. 20 cái à? 20. Cái này mới khó nè, cái đôi chân vịt thì đi mới khó nè. Lên. Cố lên rồi, cố lên rồi. Rồi, còn anh còn thiếu một món đồ nào thì anh lấy luôn nha. Khi nào anh chốt anh nói em đọc em kiểm tra thử nha. Còn nếu mà không đúng thì mình làm tiếp nha. Ồ, đánh trứng. Cái lượt. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Chốt chưa ạ? Bây giờ mình chạy qua kia xong mình chốt. Bây giờ mình đâu còn quay lại nữa đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng, đúng rồi, rồi, đúng rồi. Nếu đúng thì chốt. Rồi, chốt đi, chốt đi. Chốt. Cố lên. Rồi, đáp án của anh Ngọc đầu tiên là găng tay boxing. Yeah. Đồ bấm giấy. Chính xác. Trái banh. Chính xác. Cái chảo. Đồng ý. Trái banh lông. Đồng ý. Đồ xúc đá. Giỏi dữ. Ở hàng thứ hai mình có chuông bấm. 1. Cây đánh trứng. 2. Cây lược. 3. Rubik. 4. Tua vít. 5. 3. Vòi nước. 6. Chính xác. Yeah. Và bây giờ hãy xem bạn Công Tuấn của chúng ta sẽ tham gia trò chơi này với thời gian là bao nhiêu. Xin mời. Cố lên em ơi. Bắt đầu. Rồi rồi rồi. Mình có thể nhớ một lượt ở trên thôi cũng được. Em làm sao mà cho nó rớt hết. Em quên hết rồi đấy. Em quên hết rồi đấy. Cố lên em. Ủa? Ủa alo? Ủa anh Ngọc? Hả? Sao hồi nãy anh đi gì đâu mà gặp gền vậy? Mà bạn qua cứ một vậy? Ngẫu vòng. Tua vít. Ôi trời, chị giống có hai cái hả? Chị chạy về có nữa. Trời ơi. Em cứ thông thả thôi em ơi. Thông thả thôi, không có thông gấp. Thông thả thôi, từ từ không gấp đâu. Chị giống có hai cái à. Đúng rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Phải lấy đúng nha, phải lấy đúng nha. Rồi, chạy nào. Cố lên. Mình đứng lên xíu đi để cho đừng có dưới. Bây giờ mình phải đếm đi, đếm to lên. Đếm số, đếm số rồi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ô, hình như em quên rồi.
Không có cái đó hả? Ok. Ủa? Ok ok. Thấy chưa? Có rồi đúng không? Có rồi đúng không? Bao nhiêu? Đến bao nhiêu rồi? 18, 19, 20 nè. Ok, tiếp nha. Ui, chết, em lại quên rồi. Coi lại, coi đi, coi lại. Coi lại xong nhảy lại nha. Ê, coi chừng, coi chừng. Cẩn thận, cẩn thận. Không, cái này kèm theo ăn gian nha. Leo lên, ổng bước qua khúc luôn. Ghê á. Khách sạn là cái gì? Bây giờ mình cứ lựa mấy cái khác trước đi. Em mất quá nhiều thời gian cho một món, bây giờ phải làm những cái món khác nữa. Món khác có suy nghĩ được món gì nữa chưa? Em quên rồi, em quên rồi. Chưa, em phải làm những món khác. Con cái vậy? Lại, nhớ mấy cái khác nữa. Nhớ chưa, nhớ chưa? Rồi, 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 cố lên. Không, bạn không nhớ thiệt. Cố lúc nào cũng cô đáp dư hết trơn. Lên nha. Ui dạ. Dịnh nữa trời ơi, còn giúp bạn nữa. Rồi. Nào. Còn cái gì nữa, cái gì nữa? Đó, đúng rồi, đúng rồi. Đếm to lên, đếm to lên, người ta mới biết mình không ăn gì hết. Một, mình ăn. 20. 20, lên. Đây. Cố lên, cố lên. Được quá đi. Cứ thông thả thôi em. Quên mất rồi. Cái gì nhỉ? Có cái này không? À đồ cá đúng không? Yeah. Có, đúng, chính xác. Hai, có, bốn, còn món cuối nè, đáng lên nè. Còn món cuối nè, cố lên. Không, em lại quên rồi. Thằng bé này thương nó ghê luôn, nó thả mình đó trời ơi. Nó ngắn quá. Cố lên em ơi, coi chân cao lên, coi chân cao lên thì nó sẽ qua được. Ở nhà có nhảy dây không? Rồi, đeo chân mình vào. Ôi, chết rồi, em lại quên rồi. Nó có cái chân vịt đấy, nó có cái chân vịt đấy. Ôi, cẩn thận, cẩn thận. Cần kiểm tra không? Chốt một chân nó thiếu một món nha. Thiếu một món. Cái thứ tự của cái phía dưới bị sai nè, thấy không? Đúng rồi. Đó, nhanh lên, nhanh lên. Cái phía trên thiếu cái gì? Cái đĩa nó thôi. Rồi, thứ tự cái dưới bị sai nha. Cái trên thiếu cái gì thì nhớ rồi nha. Em ơi, khỏi nhảy, qua đây, qua đây. Khỏi nhảy, qua đây chỉnh luôn. Lẹ. Ừ. Rồi, chỉnh đi. Chỉnh đi, thiếu cái gì? Đừng quên nha. Đúng rồi, cái đĩa. Được chưa? Chính xác. Xong chưa? Phải không, kiểm tra lại nha, để kiểm tra lại đó. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rồi, chốt đi, chốt đi. Đây, gấu bông, cờ lê. Ổ khóa. Chốt đi, chốt đi. Khách sạn. Cầu lông, cái dĩa, cân điện tử, ly giấy, thước đo, chuông đồng. Ôi, chốt, chốt, em chốt, em chốt. Chốt. Kết thúc phần thi của Công Tuấn. Thời gian bạn ấy hoàn thành chính xác đó chính là 9 phút 29 giây. Còn Khương Ngọc thì đã vượt qua thử thách này là 6 phút 16 giây. Do vậy mà bây giờ là cái phong bì này đã thuộc về anh Khương Ngọc. Một lần nữa xin chúc mừng anh nha. Anh muốn em kéo ra hộ không? Không, không, không. Ủa sao vậy anh? Cái cậu bé này giúp anh quá trời nè, kéo đi em, kéo giùm anh cái. Đúng rồi, đúng rồi. Em hên lắm, em mang lại may mắn cho nè, giật nè, giật nè, đó. 50.000 đồng, trời ơi. Sao hết em? Em vẫn là may mắn. Thôi, anh Ngọc ơi, tuyệt vời. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc thử thách này và phần chiến thắng nghiêng về anh Khương Ngọc, giúp cho đội nhà mình đang có số tiền thưởng tổng là 15.050.000.
cũng cảm ơn Công Tuấn ngày hôm nay đã đến với chương trình Đối Thủ Bí Ẩn của chúng ta. Chúc bạn sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sẽ thành công trên con đường mà bạn đã chọn nha. Cảm chào bạn. Ê, quý vị thân mến, đây là vòng đặc biệt của chương trình Đối Thủ Bí Ẩn. Luật chơi vòng đặc biệt. Trên bàn sẽ có các rổ banh được đánh số từ 1 đến 9. Người chơi sẽ tính toán để lấy các trái banh, sao cho tổng các chỉ số trên banh phù hợp với điều kiện chương trình đưa ra. Nếu các bạn hoàn thành thử thách từ 45 giây trở xuống, các bạn sẽ được nhân 5 tiền cược. Nếu từ 46 đến 60 giây, các bạn sẽ được nhân 3. Nếu từ 61 đến 75 giây, các bạn sẽ được nhân 2 số tiền cược. Nếu trên 75 giây hoặc thực hiện thử thách thất bại thì các bạn sẽ mất trắng số tiền đã cược. Và bây giờ thì các bạn hãy cho chúng tôi biết các bạn đặt cược bao nhiêu ở trong vòng này. Cô gái vàng trong này đặt cược xem mà em. Mặc áo vàng luôn. Mình đang là 10 triệu 15 triệu 500. Mình đang có 15 triệu 50 ngàn đồng. Cược 50 ngàn đi. Trời ơi. Chơi vậy ai chơi. Thanh muốn cược bao nhiêu? Giữ lại số lẻ đi, đặt được số chẵn đi. Vậy là cược 15 triệu hả? Giữ lại số lẻ. Giữ lại đâu chừng hả? Thôi, vậy bây giờ em cược cái con số chẵn nhất luôn. Em cược 10 triệu. Rồi, 10 triệu đồng, chốt nha. Xin mời các bạn vào vị trí ở đây. Rồi, ở đây ạ. Và bây giờ, mọi người thân mến, hãy nghe kỹ đề bài. Con số tổng mà chương trình mong muốn các bạn mang về đó chính là 177. Yêu cầu của chương trình là trong đó phải có 11 con số 7. 3, 2, 1, thời gian đếm bắt ngược, đầu. Bắt đầu 11 con số 7 trước. Chạy, chạy, chạy. Con số 7 trước cho. Lấy 11 con số 7. Nhanh anh ơi, vì lấy 5 rồi đó. Bao nhiêu rồi, 5? 6. Rồi, thêm một cái nữa. Là 11, số mấy vậy? Số 6 nè, số 5 nè. Đủ không? Lấy nguyên cái tô về luôn, lấy nguyên cái tô về luôn rồi đếm. Từ từ anh chưa có đếm mà em mở dữ vậy. Bao nhiêu được không? 3 năm. 6, 12. Đang 37 giây rồi. Rồi chưa? Cái này bao nhiêu cái? 18, 18, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Rồi chưa? Dừng. Ủa cái gì mà nhanh quá vậy phải không? Thiệt luôn, không hiểu luôn á. Phải không? Sao mà nhanh quá vậy con? Khoan, từ từ bình tĩnh. Tính đi yêu cầu là 11 con số 7 đúng không? Là 77 rồi. 77 rồi, bây giờ còn có 100% thì bây giờ lấy, thay vì lấy hai cái cộng lại thì bây giờ lấy số giống nhau rồi nhân hai lên là xong. Chính xác là như vậy rồi, nhưng mà mình phải đếm thử xem là bao nhiêu con số. Trời ơi, anh sợ em lắm đó nha Vy. Không, anh đưa thì em bỏ vô thôi à. Em có đếm không? Không, em chưa biết bao nhiêu số nhưng mà em cứ bỏ vô giùm anh thôi à. Rồi, đếm nha. 2, 4, 6, 8, 10, 11 số 7. Ủa cái gì đây? Dư rồi, nãy lấy dư. Cái đó mình không tính. Mình sẽ có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Trời ơi, em đếm lâu như vậy. Em đếm xong rồi. Yeah. 20 con số 5 nhân lên là 100 cộng với 77 là 177. Chúc mừng. Và thời gian mà các bạn hoàn thành thử thách là 48 giây. Điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ được nhân 3 số tiền đặt cược. 35 mới được nhân 5. 45 mới được nhân 5 rồi. Tại em bỏ dư chứ. Tại vì anh lấy dư 4 chứ. Anh ơi, 30 triệu rồi mà sao mà đồng đội vẫn xích mất không phải, tại vì rõ ràng là hồi nãy anh đến là đếm đi mà em còn bỏ vô chứ. Thôi được rồi. Tổng số tiền mình trải qua hai vòng thi với chương trình ngày hôm nay mang về là 35 triệu 50 ngàn đồng. Ngoài phần thưởng mà các bạn mang về thì vẫn còn những món quà lưu niệm của chương trình Đối Thủ Bí Ẩn muốn gửi đến cho các bạn. Đó là kỷ niệm chương của chương trình Đối Thủ Bí Ẩn. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình của chúng tôi tuần này. Không biết là cái cảm giác bây giờ như thế nào. Lãnh Thành, bạn thấy sao? Cảm thấy rất là ngỡ ngàng khi mình vừa chơi xong mà được nhận kỷ niệm chương ngay. Muốn chơi tiếp. Muốn chơi tiếp một lần nữa. Còn đấy, ok. Em muốn đổi tên đội bây giờ là em biết hết. Hợp lý. Còn anh Ngọc. Hên ghê. Hôm nay mình có mặt đi thi mà có hai đồng đội giỏi quá trời, mình đâu có làm gì đâu, hai đồng đội làm hết trơn. Đâu rồi, để anh cũng giỏi cái thử thách qua đâu vậy? Tao, đâu tao. Anh giỏi anh mang về 50 ngàn đó. Đó. Anh nhớ không? Nói chung là ngày hôm nay đội của chúng ta giỏi đều, bạn nào cũng mang về chiến thắng cho đội của mình hết. Cảm ơn một lần nữa và hy vọng là chúng ta sẽ quay trở lại đây một lần nữa nha. Rồi.
ơi. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta khép lại chương trình tuần này ở đây. Đừng quên mở TV vào tuần sau quý vị nhé. 20:30 ngày thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vinhomes thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.